Vâng, thưa quý vị, hôm nay tại salon Đức Thiện chúng em đây, xuất hiện một mẫu xe cực kỳ chất và gọi là khi mà đi trên đường thì sẽ gây chú ý và thu hút rất nhiều ánh nhìn. Một chiếc xe cực kỳ cơ bắp và tốc độ, đó niềm đam mê của các thanh niên. Vâng, đó là chiếc Ford Mustang đời 2018. Đấy, sau đây xin mời quý vị cùng đi chiêm ngưỡng chiếc xe này nhé. Đấy, biểu tượng của Mustang đây, đây là ngựa. Đấy, biểu tượng do sự tốc độ. Một mẫu xe mà khi đi trên đường sẽ thu hút được rất nhiều ánh nhìn, rất gây chú ý luôn. Dành cho các bạn nào đam mê tốc độ, cơ bắp. Chiếc xe đến từ Mỹ. Hai cửa, thiết kế của xe đua mà. Đấy, mời bạn camera quay và đua xe. Đấy, biểu tượng đặc trưng của Ford Mustang.